Dạ, kính chào anh em. Em mới về một ít máy mài Nhật Bãi. Mai tao với Hitachi. Đây là con 9500, mã số 9500. Điện rinh của nó 110V, nhưng là em quấn lên 22 rồi cho anh em dễ xài. Đi công trình đồ, công suất 170W. Đây này trong hãng mới Việt Nam mình bán chắc cũng 2 triệu mấy đó. Mà hàng này là hàng Nhật Bãi nha, đã lên 22 rồi, xài bền hơn thằng hãng nhiều. Còn đây là Hitachi, công điện 100V, điều lên 22S rồi. Con này là 720W, rồi công suất lớn, tua nhanh. Rồi đây, rồi anh em xin test thử cho anh em xem, hàng chạy ôm luôn. Test máy ta. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip này của em. Anh em nào cần cung cấp cái mài Mai Ta liên hệ với em.